Chào các bạn, lại là Nga đây. Rất vui được gặp lại các bạn, đặc biệt là vì hôm nay là ngày Tết, cho nên Nga mới có cơ hội được mặc áo dài để quay video này. Và đầu tiên, Nga xin chúc mọi người một năm mới phát tài, vạn sự như ý và thật nhiều sức khỏe. Chủ đề của video hôm nay Nga sẽ chia sẻ với các bạn đó là những lỗi mà chúng ta thường mắc phải khi thiết kế phòng khách. Lỗi đầu tiên chúng ta thường mắc phải khi thiết kế phòng khách đó là chọn kích thước sofa bị sai. Có thể là sofa bị to hoặc là nhỏ quá so với phòng khách. Nguyên nhân có thể là do là chúng ta đã không đo kích thước thực tế của phòng khách hoặc là kích thước của sofa, hoặc là chúng ta không có đo cả hai luôn. Nếu như các bạn có xem chuỗi video về hồ sơ bàn vẽ thiết kế nội thất mà Nga đã chia sẻ thì các bạn sẽ thấy rằng Nga vẽ đúng hình dáng và kích thước của đồ nội thất rời vào trong bản vẽ mặt bằng để Nga chắc chắn rằng đồ nội thất phù hợp với cái không gian phòng khách mà Nga đang thiết kế. Nhưng cũng có một trường hợp đó là dự án căn hộ cao cấp ở trên đường Phùng Khắc Khoang, thì sau khi mà hoàn thiện thi công xong, xếp đồ nội thất vào thì có một cái phòng khách của một căn hộ là đồ nội thất nó bị chật. Nguyên nhân đó là do thực tế thi công cái phòng khách đó nó nhỏ hơn so với trên bản vẽ. Do vậy Nga rút kinh nghiệm đó là chúng ta nên double check, tức là kiểm tra lại kích thước thực tế của phòng khách và kích thước của đồ nội thất, để mà nếu có gì thì chúng ta có thể điều chỉnh lại. Như vậy thì cái thiết kế phòng khách của chúng ta nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Hoặc là có khi các bạn đi vào trong showroom, các bạn chọn sofa, các bạn thấy cái sofa đó nó nhỏ là do cái không gian của showroom nó rộng. Nhưng mà khi mình mang về, mình để trong cái phòng khách của nhà mình thì mình lại thấy là nó bị to. Hoặc là nhiều khi mình không có mang qua vừa cái cửa luôn á. Theo đó là Nga thường thấy rất là nhiều nhà chỉ bố trí sofa dựa vào tường. Nếu như phòng khách nhỏ và chúng ta không có nhiều sự lựa chọn thì cũng không sao. Nhưng nếu phòng khách lớn và có không gian mở thì các bạn hãy thử bố trí sofa cách tường và bố trí đồ nội thất theo nhóm để giúp phòng khách trở nên thân mật, ấm cúng và sang trọng hơn. Khi bố trí sofa cách tường thì các bạn chú ý là phải tạo một cái khoảng cách từ sofa cho đến tường là từ 9 tấc cho đến 1m2 để mà chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua lại quanh khu vực phòng khách. Mục đích chính của phòng khách đó là nơi mà mọi người có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau, cho nên các bạn hãy tạo ra một không gian phòng khách mà tất cả mọi người có thể ngồi thật là thoải mái, nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Hầu hết là chúng ta sẽ thích ngồi đối diện nhau face to face để nói chuyện hơn là ngồi kế bên, đúng không các bạn? Do vậy Nga nghĩ rằng nếu như mà chúng ta chỉ bố trí mỗi một cái sofa ở trong phòng khách thôi thì nó cũng chưa đủ để tiếp khách. Các bạn hãy bố trí thêm ghế bành, hoặc là nếu như chúng ta có phòng khách nhỏ hoặc là chúng ta không có kinh phí thì các bạn cũng hãy mua thêm một vài cái đồ ngồi để khi khách đến chơi nhà chúng ta có đủ chỗ ngồi cho khách. Như vậy thì sẽ cảm giác là thoải mái và vui vẻ hơn rất là nhiều. Thông thường chúng ta hay bố trí đồ nội thất phòng khách bao gồm sofa, ghế bành và bàn cà phê. Khoảng cách giữa sofa, ghế bành với bàn cà phê thông thường là từ 4 cho đến 6 tấc. Như vậy thì khi các bạn tiếp khách thì khi mà người khách hoặc là ngay cả chính bản thân bạn muốn đặt một cái ly nước lên trên cái bàn cà phê thì các bạn phải cúi người xuống như thế này, đúng không các bạn?
Như vậy thì để tiện hơn và thoải mái hơn, chúng ta hãy bố trí thêm các cái bàn nhỏ ở gần với cái ghế bành để mà chúng ta có thể dễ dàng đặt ly nước hoặc là đặt sách hoặc là đặt các cái đồ vật cá nhân lên trên đó. Như vậy thì sẽ thoải mái và tiện nghi hơn rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể đặt giữa hai cái ghế bành một cái bàn nhỏ chẳng hạn. Cho Nga hỏi là các bạn lựa chọn đồ nội thất cho phòng khách của nhà mình như thế nào? Có bạn nào đi vào trong showroom và chọn mua nguyên một set đồ nội thất ở trong showroom đang bày bán không? No, các bạn đừng có mua như vậy nha. Có thể là nó sẽ tiện hơn nhưng mà nó lại làm mất đi cái cá tính và sự riêng biệt cho nội thất phòng khách của nhà mình. Mình đi vô trong nhà người khác mình thấy y chang như nhà mình, hoặc là mình thấy nhà mình sao giống cái showroom quá. Cho nên là các bạn hãy dành chút ít thời gian để đi lựa đồ nội thất. Và các bạn có thể bắt đầu từ một cái món đồ nội thất mà các bạn yêu thích, ví dụ như sofa, sau đó các bạn đi xem các showroom khác, các cái hãng khác để lựa chọn thêm ghế bành hoặc là bàn cà phê và mix chúng lại với nhau. Như vậy thì phòng khách của các bạn sẽ không có cảm giác bị nhàm chán và chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để kể hơn. Một trong những câu hỏi Nga thường được nhận nhất khi mọi người biết Nga làm thiết kế nội thất đó là mình có một cái phòng khách như vậy, bây giờ mình muốn chọn thảm nhưng mà mình không biết chọn như thế nào. Và lỗi Nga thường thấy nhất mà mọi người hay mắc phải đó là chọn kích thước thảm bị nhỏ. Lỗi tiếp theo Nga hay thấy khi mọi người trang trí phòng khách đó là treo rèm bị thấp. Tức là mọi người chỉ treo rèm ở ngay cái mép trên của cửa sổ thôi, và nếu như cửa sổ không cao thì treo rèm thấp sẽ tạo cái cảm giác đó là trần thấp đi và không gian bị nhỏ hơn. Thứ hai nữa là mọi người treo rèm nó bị ngắn, tức là chiều dài của rèm nó chỉ dừng lại ở mép dưới của cửa sổ thôi. Như vậy thì sẽ làm cho cửa sổ trông nhỏ đi và phòng khách nó cũng không được sang trọng. Trong video này thì Nga có chia sẻ cách để chọn kích thước thảm hoặc là cách để các bạn treo rèm như thế nào theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao để phòng khách của các bạn trông sang trọng hơn. Cho nên là các bạn có thể xem để tham khảo thêm thông tin. Nếu các bạn treo tranh ở trong phòng khách của mình thì sẽ rất là đẹp, nhưng mà hầu hết là Nga thấy mọi người treo tranh bị cao. Nga chia sẻ với các bạn cách để treo tranh cho đúng đó là khoảng cách từ sàn cho đến trung điểm của bức tranh sẽ là từ 1m45 cho đến 1m50. Đây là chiều cao tiêu chuẩn của tầm mắt nhìn và cũng là tiêu chuẩn được áp dụng cho các cái bảo tàng và gallery. Nếu như các bạn treo nguyên một bộ tranh thì cũng tương tự như vậy, khoảng cách từ sàn cho đến trung điểm của bộ tranh sẽ là từ 1m45 cho đến 1m50, và sau đó chúng ta có thể điều chỉnh lên xuống một chút tùy theo vào cái chiều cao của trần. Nếu như các bạn bố trí tranh ở phía trên sofa thì các bạn hãy bố trí làm sao mà khi chúng ta ngả người dựa vào sofa thì đầu của chúng ta không đụng vào mép dưới của tranh. Khi mà Nga tới chơi nhà của người Ý, đặc biệt là người lớn tuổi, thì Nga thấy là họ treo tranh ảnh rất là nhiều. Treo nhiều lắm, treo tất tần tật, chỗ nào cứ có tường là họ treo hết. Như vậy thì Nga thấy là nó sẽ rất là rối mắt và nó không có cái điểm nhấn, điểm tập trung cho phòng khách. Và các bạn có thể chọn một vài bức tranh các bạn yêu thích để các bạn treo trước. Những bức tranh còn lại các bạn có thể cất đó lâu lâu, các bạn lấy ra các bạn thay đổi các cái bức tranh. Như vậy thì phòng khách của chúng ta sẽ luôn luôn tươi mới, thú vị, và khách đến chơi nhà họ cũng không có cảm thấy bị ngợp bởi tất tật tật những cái bức tranh ở trên tường của bạn. Ngược lại với việc trang trí rất là nhiều tranh và đồ decor trên tường phòng khách là chúng ta không có trang trí gì hết, chỉ để tường trắng trơn thôi. Thì nếu như các bạn mặc quần áo mà các bạn không đeo phụ kiện thì nó cũng làm giảm đi vẻ đẹp, đúng không? Nga cũng từng mắc cái lỗi này. Trước kia Nga không thích đeo phụ kiện, nhưng mà bây giờ thì Nga cũng đã thay đổi rồi. Một không gian phòng khách mà chúng ta không trang trí gì hết, không che một cái bức tranh nào hết, thì nó sẽ làm cho không gian có cảm giác bị lạnh và không được ấm cúng. Phụ kiện trang trí sẽ giúp hoàn thiện và sẽ là đồ trang sức
giúp cho tổng thể nội thất của các bạn hoàn thiện hơn, đẹp hơn và sang trọng hơn. Lỗi khi bố trí ánh sáng đó là quá sáng, quá tối hoặc ánh sáng bị đều. Nếu các bạn bố trí đèn downlight, tức là đèn âm trần không đúng thì nó sẽ tạo bóng đổ lên trên mặt của người ngồi. Như vậy thì nó sẽ không có đẹp. Do vậy mà khi thiết kế phòng khách thì Nga thường bố trí đèn âm trần tại những cái vị trí mà Nga cần tạo cái ánh sáng tập trung. Ví dụ như là trên bàn cà phê nè, ở các cái mảng tường nhấn nè, hoặc là vị trí mà Nga treo tranh, treo ạt quật, vân vân. Sau đó thì chúng ta có thể treo thêm, bố trí thêm các cái loại đèn khác, ví dụ như là đèn tường, đèn bàn hoặc là đèn đứng. Các cái loại đèn ngang tầm mắt sẽ tạo cái ánh sáng đẹp nhất cho người ngồi. Và lỗi cuối cùng mọi người thường hay mắc phải khi trang trí trong phòng khách đó là mọi người sử dụng hoa giả. Vì mọi người nghĩ rằng hoa giả thì đỡ tốn công chăm sóc hơn là cây thật, đúng không? Nhưng mà thật sự thì hoa giả lâu ngày nó cũng bám bụi và bạn cũng phải lau chùi, và về thẩm mỹ thì nó sẽ không thể nào đẹp và tự nhiên như hoa thật được, cho dù là bạn mua cái loại hoa giả đắt tiền đến đâu chăng nữa. Cây xanh nó không chỉ mang cái năng lượng tốt về mặt phong thủy mà nó còn giúp chuyển hóa khí CO2 thành khí oxy và giúp thanh lọc không khí độc hại. Ngoài ra, sống trong một cái không gian có cây xanh thì sẽ giúp cho các bạn cảm giác thư giãn và dễ chịu hơn. Hoặc là lâu lâu các bạn có thể mua một cái bình hoa để cắm cho phòng khách của nhà mình. Vậy là Nga đã chia sẻ với các bạn những lỗi mà chúng ta thường mắc phải khi thiết kế phòng khách rồi. Nếu như phòng khách của bạn không mắc bất kỳ một lỗi nào thì thật là tuyệt vời, phòng khách của các bạn rất là chuẩn. Còn nếu như các bạn mắc 1 đến 2 lỗi thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại, thay đổi để cho phòng khách của chúng ta trở nên đẹp hơn, ấm cúng hơn và sang trọng hơn. Nếu như các bạn thấy những thông tin Nga chia sẻ hôm nay là hợp lý, hữu ích thì các bạn hãy bấm like và mời Nga một ly cà phê. Còn nếu như các bạn thấy chưa đúng thì cũng không sao cả, các bạn có thể tham khảo. Và quan trọng nhất đó là chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ở trong ngôi nhà của mình. Nga xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.